Hey chị, Yeah, we hi, xin chào tất cả mọi người. em chào chị Linh. Chị chào em khỏe không? Dạ em khỏe, chị Linh khỏe Chị rất không? khỏe, rất vui và rất hạnh phúc vì được làm một partner của em, hay là còn nói chính xác là một đồng nghiệp của em, cho nên là chị rất rất là vui, cảm ơn em. Em cảm ơn chị Linh đã nhận lời mời của em đến đến nhà của em ngày hôm nay. Thì tại vì hôm trước em đã qua nhà của chị Linh thì cảm giác rất là quen thuộc, rất là kiểu là ấm áp với những câu chuyện mà chia sẻ của chị. Và em nghĩ là câu chuyện này thực sự nó có động lực mạnh để có thể giúp mọi người thay đổi cái tư duy về cái sức mạnh của mỗi người. Thì hôm nay em mời chị Linh đến một phần là để chia sẻ câu chuyện và cũng như là mình trao đổi thêm một chút cho mọi người thấy về cái tính tiềm năng và cái khả năng phát triển của digital business này ha. Để bắt đầu thì em sẽ nhờ chị Linh giới thiệu một chút về về bản thân mình. Chào tất cả mọi người đang theo dõi cái kênh của em Lợi Trần. Chào em Lợi, rất là vui và chị buổi chiều hôm nay lại được cùng em trò chuyện. Có lẽ mọi người theo dõi cái kênh của em Lợi thì quý vị cũng đã ít nhiều gì một lần cũng thấy lên xuất hiện trong cái kênh của em ấy khi mà hai chị em chúng tôi có một lần mời em ấy vào cái trang nhà của bên mình. Và hôm nay thì chị em chúng tôi lại một lần nữa gặp nhau để trò chuyện, để chia sẻ, để tâm tình những cái mà chúng tôi đã học được ở trong cái mô hình kinh doanh này. Và xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị đang theo dõi và sẽ theo dõi, và mến chúc quý vị có một ngày thật bình an, hạnh phúc bên cạnh người gia đình và người thân. Hiện tại thì Linh đang đến từ đang sống tại tiểu bang Washington thuộc miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Có nhiều người lầm tưởng là Washington với lại Washington DC là một, nhưng thưa quý vị không phải. Washington DC là một thủ phủ của Hoa Kỳ và Washington State thì nó nằm về phía Tây Bắc, cho nên là mọi người nên lưu ý về vấn đề nhà nhiệt này nhé. Tại vì khi mà Linh nói Linh ở Washington thì mọi người hỏi: ủa chị ở Washington DC hả? Thưa không, Washington là tuổi tiểu bang Washington nhé. Và nơi đây thì cái khí hậu buổi ngày hôm nay thì rất là mát mẻ, nhưng mà Linh cũng có mẹ chồng em chồng tới thăm cho nên cũng hơi bận rộn một chút xíu, thành ra là cũng rất là vui và một cái cuối tuần thật là phước hạnh. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Lợi nhé, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Và lát nữa đây thì quý vị sẽ nghe chị em chúng tôi nói nhiều hơn về cái mô hình kinh doanh này, rồi chị trả lại cái diễn đàn cho em, mời em. Em cảm ơn chị Linh, thông tin rất là hữu ích. Chắc là tại vì mình đang đang live ở trên cả bay của em và của chị Linh cho nên em cũng sẽ giới thiệu đôi chút về mình để mọi người trên bay của chị Linh có thể biết rõ. Thì chào các bạn, Lợi là đang sống ở Hồ Chí Minh, và Lợi năm nay 35 tuổi. Lợi đang hoạt động trong lĩnh vực về truyền thông kỹ thuật số. Và cái duyên của Lợi đến với digital business này là từ một cái mối quen với một cái Đồng chị. nghiệp. Chị cũng làm trong ngành chung tập đoàn nhưng mà bây giờ chị đã thoát khỏi công việc đó và chị tập trung vào cái môn kinh doanh này. Còn gọi là thoát kiếp làm thuê hả? Em nghĩ là cái câu chuyện khi mà mọi người đến cái mô hình kinh doanh này, mỗi người sẽ một câu chuyện. Cho nên em cũng sẽ muốn nghe cái câu chuyện của chị Linh chia sẻ với mọi người đôi chút ha. Cảm ơn em. Thưa quý vị, đến với cái mô hình kinh doanh thủy kỹ thuật số này là một cái điều mà thực sự rằng Linh nói chung là mình không có nghĩ rằng là mình sẽ trở thành một chủ doanh nghiệp trong cái mô hình kinh doanh kỹ thuật số này đâu. Mình chỉ mơ ước là tìm một cái công việc nào đó để mình có thời giờ mình chăm sóc gia đình, chăm sóc bản thân, chăm sóc con cái và chăm sóc các cháu nội nữa. Thì mình cũng đi tìm nhiều nhiều cái cơ hội như vậy và mình cũng làm nhiều công việc, miễn sao là nó có thì giờ tự do. Cũng như lại biết là sau khi mà chị không còn làm ở cái hãng Seafood nữa,
thì bắt đầu chị chạy DoorDash và Uber, hai cái công việc song song đó. Thì tất nhiên là nó sẽ có thời gian tự do, cũng giống như là mình chạy, thì khi nào mình bật cái app lên thì mình chạy, bên Việt Nam gọi là Grab, Grab hả, Grab hay là shipper gì đó, đại khái là vậy đó. Nhưng mà ở đây thì chị chạy cái đó thì cứ nghĩ là mình làm cái công việc đó thì nó sẽ tự do hơn là mình đưa đón con. Tại lúc đó chị Liên có một thằng con đang học cuối học kỳ của trung học, lâu xin lỗi, bắt đầu bước vào trung học, thì chị nghĩ là đưa đón con như vậy nó sẽ tiện hơn. Thì cũng biết ơn cái công việc đó là cũng đem lại cho mình một cái thu nhập, và cũng chi phí cũng nói chung là cũng đủ đầy cho gia đình nhỏ thôi, chứ không phải là mình nói tới cái thu nhập lớn lao, nhưng mà nó cũng đủ đầy cho gia đình nhỏ. Nhưng mà cái tuổi của chị Linh thì bây giờ đã trên 50 rồi, 52 tuổi rồi, thì mình không thể nào mà mình cứ lái xe hàng ngày như vậy được. Và có một lần chị Linh bị tai nạn giao thông, thì có một cái anh chàng đó, ảnh băng từ bên này đường qua bên kia đường đó mà mình đang chạy lên, thì ảnh tông giữa chiếc xe của mình luôn, và coi như là chiếc xe không có thể tiếp tục di chuyển được nữa. Và lúc đó thì và trước đó thì cũng bị tai nạn nhiều lần, cũng bị người ta đụng nhiều lần. Nhưng mà thưa quý vị, ở Mỹ thì khi mà mình bị tai nạn xe cộ như vậy đó thì bảo hiểm nó sẽ cover, nếu cái người đó không có bảo hiểm, mình có bảo hiểm hai chiều thì bảo hiểm của mình sẽ cover tất cả, chi trả tất cả những cái tiền như là viện phí mình đi bệnh viện nè, đi bác sĩ về chỉnh hình đó, giúp cho mình có thể là điều trị cái những cái thương tích của mình. Rồi tất cả những cái chi phí đó thì bảo hiểm đều lo, và họ sẽ chi trả cái tiền mình sửa xe nếu trường hợp chiếc xe mình còn chạy được. Còn nếu mà chiếc xe mình không chạy được thì họ sẽ thu hồi và họ sẽ trả cái số tiền đó xứng đáng với cái giá trị của chiếc xe. Thì Linh bị nhiều lần như vậy rồi, tại vì lái xe hàng ngày thì nguy cơ, em biết là lái xe hàng ngày thì nguy cơ gặp tai nạn rất là nhiều, và cái tuổi chị càng ngày càng cao, và chính vì những cái thư cái lần đụng xe đó đó, thì đến cái lần cuối cùng thì bác sĩ bảo rằng bây giờ bạn không thể nào tiếp tục ngồi trên chiếc xe mà lái xe như vậy nữa. Thì đến cái đỉnh điểm đó thì chị cũng mới bắt đầu bước vào kinh doanh. Nhưng mà giống như chị kể nhiều lần đó là lợi biết chị với cái công nghệ là chị là cái một người hoàn toàn không biết gì. Thưa quý vị ơi, nếu mà những ai nói rằng tôi không biết gì về công nghệ, tôi không rành tiếng Anh, tôi không giỏi tiếng Anh, hoặc là tôi là một bà mẹ bỉm sữa, hay là tôi là một nhân viên văn phòng, hay là tôi là một bà nội bà ngoại bỉm sữa gì đó ha, đó giống như Linh bây giờ nè, thì quý vị đừng có ngần ngại, bởi vì tất cả những cái mà quý vị, lý do mà quý vị nêu ra đó, cái mô hình kinh doanh này nó không có đòi hỏi quý vị phải có những cái trình độ, những cái kỹ thuật về công nghệ hay là giỏi tiếng Anh gì cả. Thưa quý vị, Liên sống ở Mỹ 28 năm nhưng mà cái tiếng Anh của mình á, mình giống như người người Việt mù chữ á. Tại vì giống như là mình chỉ nói được tiếng Việt thôi mà mình không có viết được tiếng Việt đó. Có rất là nhiều người Việt Nam qua bên này, nên có nhiều người bạn qua đây thì họ nói được tiếng Việt nhưng mà một chữ tiếng Việt họ không biết luôn quý vị. Nên có rất là nhiều người bạn như vậy, cho nên mình cũng nằm trong cái số đó. Mình nói được tiếng Anh một chút xíu nhưng mà viết thì không có giỏi như người ta. Nói chung không biết thì nói không phải, nhưng mà mình viết thì nhiều khi tiếng được tiếng không gì đó mình phải dùng Google, cho nên là nói thật vậy. Tại là nhưng cũng thật thà, có sao nói vậy, có sao nói vậy người ơi. Đó phải khi mà một tình cờ một ngày, không phải một ngày đâu, một bữa đó đi về, đi làm về để cơm nước cho chồng con xong rồi đó, thì mới lăn lên trên giường nằm, mở cái nhạc thánh ca ra, một nghe một cái ca sĩ đó cơ đốc hát một bài thánh ca, thì người ta hát xong đó, thì đang chờ mà cái nhạc đệm á, nhạc dạo á, thì cái pop up lên cái hình cái cô đó, cái nội dung nói là kinh doanh gì 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 đó ha. Xong mình đang nghe nhạc mà thật quá, xong cái hết cái bản nhạc đó xong cái thì YouTube mà quý vị mình mới mình xem này xong thì nó lại đi qua những cái link khác đó, nó tiếp tục chiếu cái khác, cái thấy ô cái này hài kịch cũng vui vui thôi kệ mình cũng coi cho vui, lại thấy cái mặt cổ xuất hiện tiếp. Con nhỏ này sao nó nói gì nó hoài mệt quá. Thế là bắt đầu xong coi coi hết cái đó xong bắt đầu thôi tắt
Xong rồi ngày hôm sau đi làm về mở lên cũng thấy cái gương mặt của cái cô đó xuất hiện trên cái kênh của mình. Rồi cứ hả? Quý vị biết là hầu như Linh mở cái kênh YouTube ra thì lúc nào cũng thấy cái gương mặt của cái cô đó xuất hiện á, cho tới mình cảm thấy mệt luôn á. Mệt xong rồi mình mới nói biết cái người này nói cái gì lạ quá ta. Thôi để mình vào mình nghe cho hết câu chuyện. Thì lúc đó lại biết chị bắt đầu chị nghe. Nghe cũng nói là kinh doanh gì à, vừa có thì giờ chăm sóc con rồi không cần phải gì gì đó, cổ nói đủ thứ hết. Cái chị mới nói thôi giờ cứ để cái tên vào, biết đâu đây là cái cơ hội cho mình. Rồi để tên, để địa chỉ email, thì ngày hôm sau nhận được cái thông tin, cái email từ cô ấy, và cô ấy liên lạc với chị qua Facebook. Thì chị thì cái người đó hay nghi ngờ, cho nên chị nghe chị nói ôi cái công chuyện này á, cái chị mới nói em ơi chị không có biết gì về công nghệ, không sao đâu chị không biết cũng không sao cả, chị vào đây đi mọi người cùng làm với chị. Cái nói xong rồi cổ mới nói là cái chị mới hỏi là khi mà cái điều kiện vào như thế nào, thì cổ nói bây giờ chị muốn tìm hiểu thì chị đóng 149 đô. Cái xong rồi chị nói cái cổ mới nói với chị là chị có 30 ngày, nếu mà chị vào mà chị không thích đó, thì chị có thể cancel thì người ta sẽ hoàn trả cái số tiền đó lại. Cái chị mới nói ồ thì là thôi 30 ngày mà có gì đâu, nếu mình không thích thì mình hoàn trả lại thôi. Cái chị vô xong cái chị nghe cổ nói mà sau đó cổ gửi thư cho chị cũng chẳng thèm đọc nữa, không thèm đọc nữa, tại vì mình đây là cái cơ hội bây giờ mình phải thử đi, mình thử coi coi mình khả năng mình tới đâu. Tại cổ nói với mình là mình không có làm một mình, người ta sẽ chỉ mình mà. Cái chị về chị nói với ông chồng chị, chồng ơi bây giờ em tìm ra được một cái công việc rồi mà em không cần phải vất vả nữa. À, cái công việc này á, em vào em thấy người ta, nhưng mà bên cạnh đó thì chị cũng biết có một người bạn cũng làm cái này, nhưng mà chị không có biết rõ là cổ làm, thì thấy cổ là dược sĩ mà cổ làm sau một thời gian thấy cổ nghỉ, cổ cứ ví dụ như con đi học á, mà thường thường ở Mỹ thì có rất là nhiều lễ, thì những ngày lễ là cổ đưa cả gia đình đi chơi. Xong chị mới thắc mắc gọi hỏi ủa em làm cái gì mà bây giờ sao có nhiều thời giờ lại, thì cổ cũng nói cổ làm cái này, nhưng mà chị cũng nghe rồi nhưng mà không có hỏi thêm. Nó cứ nghĩ ô tại cô làm dược sĩ, cô giỏi công nghệ thì cô làm, thành ra mình không có tìm hiểu. Mà khi mình bắt gặp cái cô đó, có lẽ cái duyên nó tới rồi, cái duyên nó tới với cái cô đó. Thế là chị hỏi xong rồi cổ nói à, cái bà chị là về nói rằng no no trời ơi cái này á là người ta phải giỏi công nghệ người ta mới làm, em không có biết cái gì hết làm sao mà em làm. Cái chị mới nói không, cổ nói với em á là em vào vào đó người ta sẽ chỉ em. Trời ơi trên mạng nó nói vậy mà em cũng tin. Không chị giờ mẹ muốn làm cái này con giúp mẹ đi con. Cái nó hỏi mẹ làm gì mẹ, cái nó thì mẹ thấy cái cơ mô hình kinh doanh online này nè nhiều người thành công lắm á, bây giờ con giúp mẹ con chỉ mẹ cái. Ôi mẹ mẹ cái này không có được đâu, cái này mẹ không có biết gì hết, mẹ đừng có làm nha. Cái chị tâm sự với đứa con, chị nói với con trai út non cản, chị gọi con trai lớn, chị gọi hai vợ chồng, chị nói cái con dâu thì nó nghe, nó nói là mẹ có biết không, cái này con thấy nó không có thuận cho mẹ đó, không có thuận tiện, tại vì mẹ không có, tại con dâu chị rất là giỏi về công nghệ, con trai thì làm kỹ sư IT nữa, cho nên là mẹ cái này không được nha, mẹ đừng có tham gia nha, coi chừng mẹ bị người ta gạt đó. Sao mày nói giống cha dượng mày quá vậy. Xong rồi chị gọi con gái nói ồ nô mẹ nô 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 mẹ đừng làm vậy, coi như là cả nhà ai cũng cản hết. Cái chị về chị nói ồ bây giờ sao đấy, mình làm mà ai cũng cản hết. Cái chị nói xong cái ông chồng chị nói không đừng làm em ơi, anh chỉ muốn bảo vệ em thôi, đừng có nghe lời người ta đó, trên mạng nhiều cái ảo lắm. Mà em biết hả, là lúc đó chị muốn quá rồi, cho nên chị bắt đầu biểu tình bằng cách là, tại vì chồng chị đi làm thì 3 giờ mấy mới về, là 12 giờ trưa đó là chị đi làm, khoảng 1 giờ sáng chị đi làm tới 1 giờ mấy chị về, là chị chuẩn bị cơm nước xong là chị ăn ăn trước, xong cái chồng chị về chị cũng dọn lên bàn vậy đó, xong rồi chị dọn hết đầy đủ cơm nước rồi, xong cái chị chui vô giường chị nằm, cái ảnh thấy sao không ăn cơm chung á, cái ảnh hỏi là tại sao em không, bữa nay em không ăn cơm chung. Cái chị nói anh ăn đi đừng có hỏi em. Cái nhưng mà ảnh đâu có biết là chị ăn rồi, mà chị cũng không có nói là chị ăn rồi gì hết, chị nói anh ăn đi đừng có hỏi em.
cái ảnh nói tại sao, cái chị nói thôi anh cứ ăn đi đừng hỏi, cái ảnh đói mà anh thì anh ăn, ăn xong anh vô anh hỏi nữa. Cái chị nói chứ em nghĩ em làm em kiếm chuyện em làm để em phụ giúp gia đình, phụ giúp anh, có thì giờ chăm sóc mà không ai ủng hộ hết thì có vui gì đâu mà nói nữa. Xong ngày hôm sau chị cũng làm biểu tình y chang chị nữa mà nó quất em. Cái ông về ông cũng thấy vậy, 2 ngày rồi ông là cũng khó chịu rồi, qua ngày thứ ba chị cũng biểu tình kiểu đó nữa. Thế là anh nói chị thôi em ra ăn cơm đi, rồi ăn xong đi rồi nói chuyện. Chị nói thôi anh ăn đi, bây giờ em không có tâm trí nào mà bàn về cái chuyện này với anh nữa, tại vì anh đâu có ủng hộ em đâu, cho nên bây giờ có nói thì cũng thế thôi à. Cái ảnh nói chứ thì thôi bây giờ anh cứ em cứ ra em ăn cơm đi, rồi anh sẽ nói nghiêm túc với em về cái này. Chị nói không anh ăn đi, bây giờ em không muốn nói gì nữa hết trơn á. Cái ổng đói quá ổng ra ổng ăn xong, ổng xăng xong ổng quay vô ổng nói nè, ok bây giờ em quyết định làm đúng không, anh nói với em nhé, em bị người ta lừa rồi mà em không tin anh thì thôi em cứ làm đi, em cứ làm công việc của em đi, em cứ đầu tư em làm đi. Nhưng mà anh nói với em nếu 1 năm sau mà anh chưa có thấy thành quả, thành tích gì hay là bất cứ cái gì mà em nói là em đã làm được á, hay là 1 năm sau nói rõ ra là em thất bại, thì coi như đây là lần đầu cũng là lần cuối, đừng bao giờ nhắc với anh 2 chữ kinh doanh. Ok, cái chị nói ok rồi, hứa với anh 1 năm. Bắt đầu mừng quá, chồng mình cho cơ hội rồi. Nhưng mà lúc đó chị vào chị nói ôi trời, bây giờ sao, chị gọi cái cô đó xong là chị quyết định làm ha. Thì các cô chị nói chuyện em có biết lần đầu tiên á, cô bên kia tại vì nói chuyện cô nói em ơi chị ơi em không có nghe gì hết trơn á, chị mở cái loa giùm em lớn lên chút đi em ơi, cái loa nó nằm chỗ nào cưng. Cô kêu chị bây giờ gọi qua điện thoại nhé, rồi giờ chị chỉ cái màn hình vô cái keyboard đó, em chỉ cho chị cái loa, chị chỉ luôn đúng chứ em, đúng chứ. Cô nói đó cái dòng đầu tiên á chị, cái thứ ba đó là cái nhỏ, cái số 4 là lớn, chị cứ bấm vô chỗ đó đi. À đúng rồi, nó quất rồi em ơi. Em biết không, chị cực khổ mà, tại vì mình không có sử dụng cái này đó, cho nên chồng con thấy mình chưa bao giờ học học cái này mà bây giờ kêu làm bằng này ai cũng không tin. Xong rồi chị mới nói chú ơi giúp con để con có đủ cái thông minh để con học cái này, chứ không là chồng con nói là con bị lừa là sau 1 năm sau là con sẽ quê dữ lắm. Là chị học, nhưng mà cũng tạ ơn chú là chị được một cái người huấn luyện, một cái người chị có một cái người mentor rất là có tâm, rất là có tầm, cô ấy hướng dẫn chị đủ thứ hết. Xong rồi chị học chị học chị học chị học cái mà chị phải vừa học vừa phải đi làm nữa, thành ra có nhiều khi mình ngày nào mà mùa nhất là mùa hè nóng quá là chị về là chị không có thể nào chị ngồi đây nữa hết. Thì đến một cái thời gian mà chị bị tai nạn đó là bác sĩ bảo không có làm nữa, thì lúc đó chị đã vô trong cái mô hình này cũng 6 7 tháng rồi mà chị chưa có một cái thành tích gì hết. Chồng chị cứ mỗi lần mà thấy chị ngồi cái máy gì nè là anh nói gì nè, bị gạt rồi. Xong rồi anh lắc đầu anh đi ra, cái bắt đầu cái hồi nữa anh đi vô anh mở cái cửa ra cái anh bị gạt rồi. Không bị gạt rồi mà em biết tới nỗi mà chị bị nightmare đó, chị bị ác mộng vì cái câu mà ông nói bị gạt rồi, mà chị nằm mơ chị thấy là ông nói chị cái tiếng nó văng vẳng trong cái giấc mơ của chị luôn á. Cái chị mới nói không được, mình phải cố gắng, mình cố gắng. Xong rồi cái lúc mà chị bị tai nạn thì bác sĩ bảo rằng không có lái xe trong cái công việc chị nữa, thì chị nhất định rồi cũng một số lý do nữa thì chị quyết định là không làm nữa. Thì chị tập trung vào, và thời điểm đó là nó đã cái chương trình OBI nó đã ra đời, bằng tiếng Việt nó ra đời, và chị nắm bắt ngay cái đó chị làm. Trong vòng 3 tuần lễ chị học cái đó và chị xây dựng một cái mô hình hoàn chỉnh và chị có đủ kiến thức, thì cái tuần lễ thứ tư là chị có khách hàng và tuần lễ thứ năm chị đã coi như là nó vượt trội lên mà mọi người trong nhóm họ giật mình đó, tại vì thấy hồi nãy giờ chị không có tên, không có tên tuổi gì trong nhóm hết trơn, đủ cái mình đi
bọc 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 mình đi lên vậy đó. Cho nên mặc dù cái đối với những người đã làm nhiều năm thì cái thành tích của mình thì chị không cũng không muốn so sánh với ai, nhưng mà đối với bản thân chị đó là một cái thành công vượt mức vượt trội mà chị đã chứng minh được cho chồng chị thấy là chị làm được với một cái nghề, một người công nghệ không có, tiếng Anh cũng không giỏi và một cái người chậm tiêu như chị mà chị đã làm được. Thì quý vị ơi, tôi làm được, quý vị chắc chắn sẽ làm được. Cho nên là nói cái điều này ra không phải để mà cái điều này chẳng có gì tự hào cả, nhưng mà có một điều là tôi nói rằng cái công việc này nó không đòi hỏi quý vị phải có một cái trình độ kiến thức. Quý vị không cần phải là một cái người tốt nghiệp trung học hay cái gì cả, chỉ cần quý vị đủ khát khao mạnh mẽ để thay đổi cái cuộc sống mà mình mơ ước là mình sẽ được tự do về tài chính nè, rồi tự do về 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 thời gian. Bởi vì quý vị cứ nghĩ đi, nhiều người ta cũng làm việc nhưng mà tại sao họ lại có được cuộc sống thảnh thơi, mà tôi thì phải làm việc từ 10 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm. Rồi tại sao cũng cái người phụ nữ kia họ làm việc mà cuối tuần đó họ cùng với chồng với con đi tới những cái hàng cái ngôi nhà hàng hoặc là cái khu du lịch đông vui để họ cùng gia đình của họ hưởng thụ một cái cuộc sống vui thỏa, một cái cuộc sống hạnh phúc. Còn mình thì cái ngày thứ bảy mình cũng vẫn phải đi làm. Rồi tại sao một cái người phụ nữ đó họ có thể một buổi sáng họ nhẹ nhàng họ thức dậy với một cái tách cà phê với một chiếc bánh ngọt để họ hưởng thụ một cái buổi sáng trong lành như vậy, mà mình tất bật mình phải 5 giờ sáng mình vặn cái chiếc đồng hồ mà thậm chí là nó bên ngoài tuyết rơi mình cũng phải dậy mặc áo mặc quần để mình rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình. Rồi tại sao một cái người phụ nữ kia họ vừa có thu nhập nè, họ vừa có thời giờ chăm sóc con cái của họ, họ có thời giờ họ trang trí cái ngôi nhà của họ cho đẹp cho xinh lên, mà mình nó thì cứ sáng đi ra rồi chiều đi về lại chui vào cái quỹ đạo là sáng đi làm chiều về nấu ăn dọn dẹp, rồi nhiều lúc mình mệt mỏi quá cái mình lại trút hết những cái năng lượng tiêu cực, những cái bực bội gì mình phát ở đâu ngoài 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 đường ngoài 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 công việc làm gì gì đó mình bưng về mình trút lại lên chồng lên con mình. Tại sao mình phải sống cuộc sống như vậy? Cho nên là chính vì chỗ đó mà chị quyết định, và khi mà vào trong này rồi thì tất cả mọi thứ nó trở nên nó thay đổi rất là nhiều, là bây giờ chị cười nhiều hơn chị tự tin hơn. Rồi con dâu chị, mẹ ơi mẹ, 2 tuần nữa mẹ có rảnh không, mẹ xuống mẹ giữ mấy đứa cháu nội giùm con đi đám cưới ở tiểu bang khác. Con đi bao lâu con? Con đi khoảng 9 ngày á mẹ. Ok, mẹ xuống giữ cho. Thế là chị xuống dưới, sáng đưa 2 đứa lớn đi học, con bé nhỏ thứ ba thì chị chở theo. Rồi tại vì cháu có đi thì ẵm theo cái con bé nhỏ, còn ở nhà ba đứa. Thế là trưa về chị vừa làm việc nè, rồi nấu ăn cho con trai của mình nó đi làm nữa. Rồi bắt đầu cái 3 giờ cái đi đón 2 đứa cháu nội về, cái cho đầu trong con trai 5 giờ nó về, cái ăn uống xong cái 4 bà cháu đi tưng tưng ra ngoài phạt, vừa đi vừa chơi vừa giỡn vừa nói chung là cuộc sống rất là an yên. Và chị cảm thấy rằng là chị cảm thấy rằng là chồng chị ông đang đứng trước mặt chị ông đó, bây giờ ông thấy chị ngồi ông hát nói lừa rồi, ông đâu có còn nói câu là em bị lừa nữa. Bây giờ ông nói sao biết không, em giỏi quá, em giỏi quá em ơi, cái công việc này đàn ông có làm không em, đàn ông làm được không em đó, thấy chưa. Cho nên là các chị em phụ nữ thường thường đặt cánh đàn ông họ hay nói rằng phụ nữ chân yếu tay mềm không làm được việc lớn được chứ, được, mình muốn mình sẽ làm được, bước ra khỏi cái vùng an toàn, bước ra cái thân phận của một bà mẹ bỉm sữa, bước ra một cái thân phận của một bà nội và bà ngoại bỉm sữa hay bà cố bỉm sữa gì đó không cần biết, quý vị cứ thử đi. Tại vì cái mô hình này làm sao, là bởi vì nó không có một cái gì mà mình lo sợ cả, khi mình bước vào nó có một cái hệ thống nó sắp đặt sẵn cái công cụ, nó coi như là họ đưa cho mình cái công cụ này, rồi họ bảo mình phải xây một cái ngôi nhà thì mình cứ, và mình không biết đó, cái người bên cạnh họ chỉ mình. Mà quý vị ơi, có một điều á mà cái mô hình kinh doanh này nó tuyệt vời như thế này nè, tất cả các mô hình kinh doanh truyền thống họ đều có một cái sự cạnh tranh rất lớn
cạnh tranh rất lớn. Là lý do tại sao mà tôi ở đây tôi nói như vậy, bởi vì á là tôi có một người bạn ở Việt Nam mở một cái quán cà phê, và cô ấy làm chủ cái quán cà phê được 1 năm thì cái quán cà phê rất là phát đạt luôn rồi. Cái người cũng một cái người chủ quán cà phê khác thì thấy cô này bán có vẻ như là đắt đỏ quá mà mình thì không á, thì bắt đầu mâu thuẫn xảy ra và dẫn đến cái kết quả nó không không gì tốt đẹp cho bằng. Cho nên là hai người hàng xóm trở thành hai cái giống như kẻ thù với nhau vậy. Tại sao chúng ta phải làm như vậy? Nhưng mà tất nhiên cổ bán đắt thì cái thu nhập cao, nhưng mà đánh đổi lại cái đó là cổ không có thì giờ để nghỉ ngơi luôn. Cổ làm và đến mức độ là cổ sảy thai luôn, bởi vì công việc nó quá nhiều mà cổ phải 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 chào 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 em Mai kia qua chào em nhé. Rồi đó thì quý vị thấy rằng cái công việc mà cô ấy làm để lại một cái hậu quả nó rất là kinh khủng, như mô hình của chúng tôi chả có ai phải lo lắng cả. Không biết thì Lợi ơi, chị bị kẹt chỗ này nè, em giúp chị một cái. Các bạn có biết là khi mà tôi làm như vậy đó, chắc chắn là em ấy sẽ nói chị cần chỗ nào em giúp cho, và tất cả những cái người đồng nghiệp của chúng tôi trong này họ luôn luôn hỗ trợ nhau để cùng nhau, bởi vì chúng tôi đều có một mục đích, cùng có một cái mục tiêu, cùng có một cái hướng đi, và trong cái sự hướng dẫn của cái training side đó, và chúng tôi đều cùng có một cái ước mơ, cho nên là chúng tôi cứ dìu nhau và cùng nhau tiến, cùng nhau đi cho đến khi chúng tôi đứng ở trên cái điểm của cái đỉnh của sự thành công, chứ ở đây không có chạm tới mà chúng tôi đứng trên cái chúng tôi cùng nhau đứng trên cái đỉnh của sự thành công. Và với tôi bây giờ thành công là sao? Trường ơi, bây giờ còn biết vào trong laptop hay tạo những cái thước phim rất là chuyên nghiệp luôn, đối với mình là chuyên nghiệp rồi, rồi tạo những cái hình ảnh sống động tặng cho mẹ chồng nè, tặng cho chồng, tặng cho con dâu, rồi tặng cho con trai con gái nhân ngày sinh nhật, làm những cái video quý vị theo dõi quý vị sẽ thấy một cái người mà ngu ngơ khù khờ giống như tôi làm được thì không ai không có thể làm được. Quý vị cứ vào đi, quý vị sẽ thấy. Và nếu mà quý vị đang yêu mến em Lợi Trần, quý vị cứ liên lạc với em ấy, có quý vị đang theo dõi hoặc là quý vị sẽ theo dõi thì quý vị cứ inbox cho em ấy đi. Tôi tin chắc chắn rằng quý vị không thất vọng đâu, và cái quyết định ngày hôm nay của quý vị đó thì 2 năm nữa quý vị có thể nhắn, tôi tin chắc chắn rằng lúc đó quý vị, nếu mà hôm nay quý vị quyết định thì 2 năm nữa, tôi nói 2 năm nha, chứ có người khoảng 6 tháng thôi quý vị, có người 4 tháng thôi, quý vị sẽ nhắn tin cho Lợi nói là Lợi ơi cảm ơn em đã trò chuyện trong cái buổi hôm đó với cái chị đó đó ở đó đó vậy đó, bây giờ chị mới có cuộc sống ngày hôm nay. Quý vị cứ thử đi, quý vị chả mất gì cả, không mất gì hết, cứ thử đi, bởi vì đây là cái cơ hội nắm bắt. Và tôi tin chắc chắn rằng cái cậu em mà đẹp điển trai, một cái gương mặt khả ái như cái cậu em này thì chắc chắn sẽ dẫn dắt quý vị đến cái sự thành công nhanh nhất có thể, quý vị nhớ nhé. Rồi, bởi vì nó đã xảy ra trong cuộc đời của tôi đã làm được, chắc chắn quý vị sẽ làm được. Câu chuyện hay quá. Là nói hết luôn rồi đó, cho nên là cái gì Bạn là bè nói nghe luôn câu đều chuyện là của nói chị hết rồi đó. đó, thì tại vì bữa trước là sau cái buổi live của chị ha, xong cái hai chị em mình ngồi nói chuyện, xong rồi em kêu trời wow, trời sao mà chị có thể có ý chí như vậy mà để mà thay đổi từ cái chuyện mà mình không có biết công nghệ, mình không có biết mở cái laptop rồi mở này nọ mà mình vẫn có thể làm. Thì em nghĩ là tại sao cái những người trẻ như em bây giờ hiện tại là họ có cái khả năng tiếp cận công nghệ nè, họ đã có những cái kiến thức sẵn nè, thì họ cũng sẽ không mất gì để tìm hiểu một cơ hội hết. Thì Chính có nhiều xác. người mà có nhiều người họ vẫn e dè, thì thực ra cái chuyện e dè là nó là bình thường đúng không chị? Nhưng mà mình cũng phải coi là cái người mà mình nói chuyện với, mình coi là có cái độ tin cậy không, Đúng coi rồi. là cái mô hình này nó thực sự nó có công bằng, nó có văn minh không. Tại vì ra mọi người sẽ không mất bất cứ điều gì khi mà thậm chí là đăng ký 149 đô. Thì em cũng đã nói rất là nhiều cái câu chuyện là mọi người có thể được hoàn tiền lại nếu mà mọi Chắc người chắn. thì tuy nhiên là vẫn sẽ có một số bạn là nghi ngờ, nhưng mà
mọi người nên bỏ qua một bên cái Sự sự sợ hãi đó. dạ đúng rồi, thì em nghĩ là không có gì là không thể cả, Đúng rồi, chỉ là có không những gì cơ không hội. thể, chính xác, và cũng chẳng có gì là muộn đâu mấy quý vị, nếu mà quý vị nhanh tay kịp thời để nắm bắt lấy cơ hội ngày hôm nay. Chúng tôi ngồi đây, chúng tôi không phải muốn phí phạm thời giờ của quý vị đâu, nhưng mà chúng tôi đã có những cái thành tựu đáng kể trong công cái mô hình này, thì chúng tôi là những người luôn đem chia sẻ cho tất cả mọi người những cái thành tựu mà chúng tôi có được, để sao, để rồi chúng tôi cũng mơ ước một ngày cái cộng đồng của chúng tôi có nhiều người Việt hơn được hưởng một cái cuộc sống an yên, một cái cuộc sống không cần phải lo lắng về tài chính, một cái cuộc sống không cần phải nằm đêm mà phải lo ngày hôm nay, mà phải lo ngày hôm mai là mình ăn gì, mình làm gì, mình uống gì, mình mặc gì đó. Cho nên là chúng tôi đã có được những cái thành tựu đáng kể như vậy, cho nên chúng tôi, chị em chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị, nếu mà quý vị còn chần chừ do dự thì quý vị đẩy cái sự sợ hãi đó qua một bên, mạnh mẽ bước, chỉ cần quý vị bước một bước tới nữa thôi quý vị, tôi thường hay nói là một hành động nhỏ để có một kết quả to, cho nên là quý vị cứ làm thử hôm nay đi, rồi quý vị sẽ thấy được cái giá trị mà mình khi mà mình có sự chọn lựa và quyết định đúng. Vâng, đó là những cái chia sẻ của chị. Em nghĩ thời lượng hôm nay mình cũng đến 30 phút rồi, em nghĩ là em cũng cảm ơn chị Linh đã đem cái câu chuyện và chia sẻ của ngày hôm nay đến với tất cả mọi người trên cả fanpage của em và trên trên bay của chị Linh, thì cho mọi người thấy thêm một cái góc nhìn của cuộc sống từ rất là nhiều khác nhau. Thì thực ra là trong những cái livestream khác em đã giúp mọi người thấy những cái rất là nhiều cái background, nhiều cái câu chuyện khác nhau, thì để mọi người biết đâu đó là có thể là mình trong cái hoàn cảnh đó, và nếu mà người khác làm được thì tại sao mình không làm được, đúng không vậy? Đúng rồi. Em cảm ơn chị Linh một lần nữa và mong các bạn là hãy có những cái quyết định nó sáng suốt và hãy tin vào bản thân mình. Vâng, tin vào chính mình, và mình cứ tin rằng mình làm được thì quý vị sẽ đứng trên cái đỉnh thành công nhanh lắm. Thì cứ làm đi nhé các bạn, đừng ngần ngại nữa, bởi vì thời gian không không chờ đợi chúng ta đâu, cơ hội cũng không đến nhiều lần, cho nên là chúng ta cứ nắm bắt. Chị rất là vui, cảm ơn em vì đã cho chị tự do. Tự do moi hết ruột gan ra chia sẻ với mọi người, cho nên là chị cảm ơn em rất là nhiều, và chị chúc cho em cái công việc của em càng ngày càng phát triển, và càng thành công nhiều hơn trên cái con đường mà em với chị cũng đang chọn lựa. Và một lần nữa thì cảm ơn quý vị đã dành thời giờ quý báu để mà theo dõi cái buổi trò chuyện của hai chị em chúng tôi. Hy vọng rằng trong tương lai chúng tôi sẽ là những đồng nghiệp của quý vị, chúng tôi luôn luôn sẵn sàng ở đây chờ đợi quý vị bước vào để chúng tôi cùng đồng hành với quý vị, và tôi tin chắc chắn rằng quý vị sẽ không thất vọng khi mà quý vị trở thành một chủ doanh nghiệp, rồi quý vị sẽ thấy quý vị học rất là nhiều tư duy kiến thức ở trong này, và những cái kiến thức đó ở ngoài trường học đó chúng ta phải tốn rất nhiều tiền chúng ta học, nhưng mà vào đây chúng ta chỉ với một cái chi phí 149 đồng ban đầu, và khi quý vị quyết định làm rồi thì mới có một cái khoản tiền mà đầu tư nó không kể, nó không đáng kể, thì quý vị sẽ có một cái cơ hội và trở thành một chủ doanh nghiệp và sẽ có một cái cuộc sống an yên. Tôi bảo đảm rằng nếu ai quyết định ngày hôm nay, chắc chắn 1 năm 2 năm nữa quý vị sẽ cảm ơn hai chị em chúng tôi. Chị cảm ơn em rất là nhiều. Rồi. Em cảm ơn chị Linh. Mình chào mọi người. Chào tất cả mọi người, mến chúc mọi người có một ngày thật bình an và phước hạnh bên cạnh gia đình và người thân. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại lần sau nhé.